Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái clip mình xử lý một chiếc laptop của một anh chuyên mua đồng nát các bạn nhé. Và anh này thì mình đã quen biết rất lâu rồi, từ cái thời mà mình còn làm máy tính cơ. Và anh ấy vẫn còn số của mình. Hôm nay thì anh ấy gọi điện cho mình hỏi thăm rồi cũng biết được là hiện tại bây giờ anh ấy vẫn còn đang làm cái việc mà đi mua đồng nát. Các bạn, nếu mà các bạn nào ở Hà Nội đấy thì thể nào thỉnh thoảng cũng sẽ nghe một số các cái câu, ví dụ như là đồ điện tử bán đi, hoặc là đồ điện tử bán nào, điện thoại điện tiếp ấy. Đấy, cái xe mà vừa nãy mình quay cho các bạn xem ấy, và cái tiếng đấy chính là cái xe mà anh ấy dùng để đi mua những cái đồ điện tử đấy, chính là cái xe đấy. Thì mình thấy khá là, mình trong đầu mình có một cái ý tưởng là mình sẽ cấu kết với anh đấy, và khi nào mà anh ấy có những cái đồ điện tử anh ấy mua được ấy, thì anh ấy sẽ bán lại cho mình, hoặc là chia sẻ lại cho mình, và mình sẽ xử lý lại và mình sẽ lại chia sẻ cho các bạn. Đấy, mình có cái ý tưởng đấy. Tuy nhiên là cái chiếc laptop ngày hôm nay ấy, mình làm cho anh đấy, thì nó không phải là chiếc laptop anh ấy bán cho mình, mà anh muốn dùng cái chiếc laptop đó để mang về quê cho con anh ấy học online. Và anh bảo là anh ấy mua hình như là 500 hay 600 nghìn ấy, cái chiếc laptop đó. Nhưng về thì bật nó lại kêu tít tít và nó không lên. Chính vì thế nên là mình quyết định là mình sẽ xử lý cho anh đấy cái chiếc laptop đó để anh ấy mang về quê cho con anh học. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến nhà anh đó để xem là cái chiếc laptop ấy nó như thế nào. Vì anh ấy bảo là ngày mai anh ấy mới mang cho mình. Nhưng mà mình thì thời gian thì hôm nay mình rảnh, nên là mình gọi lại cho anh đấy là chờ một chút thì mình sẽ chở anh đó về và lấy cái chiếc laptop đó và mình sẽ xử lý cho anh đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà anh đấy để chúng ta lấy chiếc laptop và chúng ta mang về xử lý. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhà anh đấy các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ vào bên trong này. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều các cái bếp từ, rồi bếp điện, rồi loa, âm ly, có cả bếp ga nữa kìa. Đài, rồi quạt, camera. Chắc toàn là những cái đồ mà anh ấy mua được khi mà anh ấy đi mua đồng nát ấy. Còn đây là chiếc laptop các bạn này. Đây này, nó sợ nó có chết ổ cứng không? Ổ cứng này anh có này. Quan trọng là anh bật có lên không? Đây đây. Nó chỉ tít tít này thôi. Mình thấy anh này có rất nhiều điện thoại các bạn nhé. Kiểu như anh ấy mua được nhiều điện thoại ấy. Và điện thoại thì người ta cũng thanh lý nhiều hơn ấy. Chứ còn máy tính này chắc là thỉnh thoảng anh mới có thôi. Đấy, còn đây là cái laptop. Thấy anh ấy bật lên xong rồi cứ bật xong lại sáng lại tắt. Không biết lỏng hay làm sao. Nếu mà sau này mà thích mà hứng thì chúng ta sẽ lấy cả cái điện thoại nữa. Lấy cả cái điện thoại để chúng ta vọc vạch nữa. Thấy các anh ấy mua được nhiều lắm. Nhưng mà mình lại không biết nhiều về điện thoại, nên là chỉ tạm thời cái nghịch máy tính đã nhá. Ok, kêu tít 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 đúng không? Ừ. Rồi rồi, ok. Đây các bạn nhá, cái chiếc laptop mình đã mang về đây rồi. Đây, một chiếc laptop Dell, Dell Virtual 3550, không có pin. Đấy, đây. Con này là màn hình 14 thì phải, khá là nhỏ, không có pin. Có sạc các bạn nhé. Đấy, có sạc. Thì cái chiếc laptop này nói một chút nhé, nếu bạn nào bị cái trường hợp như này, khi mà mình nhìn thấy anh ấy bật cái máy lên và nó kêu tút tút và đèn nó nháy nháy như thế, thì mình thường nghĩ đến là do RAM, hoặc là có thể là do pin C1 bị hết, hoặc cũng có thể là do cái phím này nó bị chập. Đấy, nên mà màn hoặc là màn nó không lên. Tuy nhiên là với cái giá là 500-600 nghìn thì cũng mạnh chơi đấy. Cũng dám mua những cái máy mà không lên như này với giá 500-600 là cũng cao đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là xử lý xem là cái chiếc laptop này bị như nào nhá. Mong sao là nó sẽ nhẹ thôi, dễ dàng thôi, để anh ấy có thể mang về cho con anh ấy học online được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần xử lý cái chiếc laptop này. Bây giờ mình sẽ mang xuống dưới để làm cho nó dễ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý chiếc laptop này nhé. Đầu tiên chúng ta cắm điện vào. Thì vừa nãy lúc đầu clip thì mình đã cho các bạn xem là lúc anh đấy cắm thử ở nhà anh đấy thì cái này nó chỉ nháy thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ cắm lại một lần nữa.
Đây các bạn này, nó chỉ có nháy này, và nó kêu tút tút này, nó kêu tút tút. Đấy, bật giữ im và tắt bật lại này. Không thấy lên luôn. Đấy, nó sẽ nháy ba cái này, sau đó tắt, và nó sẽ kêu tút tút. Được chưa? Cái này thì mình sẽ thử cắm cái bàn phím vào nhá. Các bạn có thể nhìn thấy cái cáp lock đây, nó sáng thì các bạn cũng có thể biết được. Tuy nhiên mình thử cắm cái bàn phím này vào xem nó có sáng cáp lock không. Các bạn ấn cáp lock hoặc lăm lốc, nếu mà nó sáng thì tức là cái máy này nó đang lên, thì chúng ta kiểm tra cái màn thôi. Còn đây thì nó không thấy lên này, và nó cứ kêu tút tút này. Ok, rồi cái này chúng ta rút điện ra. Bây giờ mình sẽ xử lý thử xem nhá. Đầu tiên chúng ta tháo ra. Tháo ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía sau cái này này, nó vẫn có một cái tem này của FPT này. Hình như cái tem này bóc rồi hay sao, và người ta dán lại hay sao. Không sao, mình cứ bóc ra. Cái này nó chỉ dán cái tem thôi chứ không, nó không có ốc ở đây đâu. Đây phía trong đây. Con này thì vẫn còn nguyên ổ cứng các bạn nhé. Còn nguyên ổ cứng này. Bây giờ mình sẽ tháo ram ra trước. Chúng ta sẽ tháo ram trước. Cái nào đơn giản nhất thì chúng ta làm trước. Tháo ram ra. Lau qua cái ram này đi. Có thể lau qua bằng cái giấy vệ sinh. Vào đây. Lau qua bằng cái giấy này. Nếu mà may mắn thì chúng ta sẽ lên luôn. Cắm lại. Bật máy. Lên luôn này. Cái này ấn xuống dưới đây, ấn Enter. Cái màn này bị kẻ các bạn nhé. Bị kẻ này, và bị hở sáng đây này. Quá bình thường đúng không? Đấy. Thì cái này nhá, cái này đôi khi nó có một cái nữa. Có một cái nữa đó chính là các bạn lắp lại RAM ấy mà không được ấy, thì các bạn thử lắp cho mình cái xem nào. Thay cho mình cái pin CMOS. Cái pin CMOS của nó ấy, hoặc là mình tháo pin CMOS ra, mình cắm lại. Minh Anh Trần này. Cái này có mật khẩu rồi. Admin này. Các bạn chờ một chút. Đấy, lên rồi này. Xong. Thế là chiếc laptop này xong rồi. Hình như là cái này của nó bị lỏng các bạn ạ. Cái này bị lỏng này. Cái này bị lỏng này. Chính vì thế nên là đôi khi chúng ta chạm chạm là nó sẽ bị tắt. Còn cái chiếc laptop này xong rồi. Chỉ tháo ram ra lắp lại thôi. Thế là xong. Rất đơn giản. Nên là các bạn nào mà bị cái lỗi mà kêu tút tút thì các bạn có thể kiểm tra cái RAM nhé. Và tiếp theo là các bạn có thể kiểm tra cái pin CMOS xem nó còn không. Nếu mà được thì bạn thay luôn cái pin CMOS mới. Như vậy mình đã xử lý xong cái chiếc laptop này các bạn nhé. Cái chiếc laptop này thì bình thường ấy là nó có cái tài khoản của cái chủ nhân cũ. Nên là mình đã gọi cho anh đó và mình đã bảo là mình sẽ cài lại Win cho anh đấy. Và mình đã cài lại rồi. Đây, mình đã cài xong rồi và mình đã sử dụng loa rồi wifi rồi bàn phím, chuột trước mọi thứ gì rất ok rồi. Còn cái này thì mình cũng đã xử lý rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là mình có thể di được rồi. Vì là cái này, cái chân của cái sạc này ấy, nó bị oxy hóa. Nó bị oxy hóa, nó bị dỉ. Thì cái này thì chúng ta lấy cái RV7 hoặc là xăng ấy, chúng ta cho vào đấy. Chúng ta đánh sạch hoặc chúng ta cạo sạch đi. Cạo sạch cái lớp bị oxy hóa đi. Là nó sẽ tiếp xúc tốt. Và chúng ta lay lay này nó sẽ không bị tắt nữa. Ok, tiếp theo là cái này, màn của cái chiếc laptop này nó bị kẻ này, nó có một đường kẻ này. Nhưng mà không sao cả, anh ấy chỉ mang về anh để cho con học thôi. Nên là cái việc mà kẻ này thì cũng không ảnh hưởng gì, mà nó cũng không nhiều gì cả, cũng không sợ lan ra nhá. Và cái chiếc laptop này nó không có pin. Anh ấy muốn là mình mua hộ một viên pin. Nhưng mà mình tư vấn anh ấy là cái laptop này chỉ để cho con anh ấy ở nhà học thôi. Con cũng nhỏ ở nhà học. Thì cái việc mà học ở nhà ấy, mình cũng không phải mang đi đâu như là các bạn sinh viên hoặc là các bạn làm việc. Thì không phải mang đi quán cà phê này hoặc là mang ra trường. Chỉ ở nhà học thôi thì chúng ta cũng không cần phải mua pin làm gì cả.
nó cũng như là một chiếc PC thôi. Cần thì chúng ta cắm điện, chúng ta bật máy và chúng ta dùng, không thì chúng ta rút điện. Chứ cũng không quan trọng gì cái việc mà có pin để chúng ta dùng, nó sẽ phí. Nên là anh ấy cũng sẽ không lắp pin pin cho cái chiếc laptop này nữa. Cái chiếc laptop này thì chúng ta cũng khá là may mắn. Khi mà mình nhìn thấy cái việc mà kêu tút tút rồi đèn sáng sáng thì mình cũng thấy khá đơn giản. Và đúng là may mắn thật, nó chỉ bị có cái RAM thôi. Đấy cũng là rất may mắn cho anh. Thì mua cái laptop này 500-600 nghìn thì thấy khá là hợp lý nhá. Còn cái việc mà sau này khi mà mình đã quen với anh rồi thì lần sau thì có thể là anh ấy sẽ dẫn mình đến một số chỗ chuyên thu mua các cái đồ máy tính. Anh ấy có một cái chỗ chuyên thu mua các đồ máy tính PC hoặc là mấy cái đồ liên quan đến laptop hoặc là ổ cứng một chiếc ấy, thì người ta hay tụ tập ở đấy. Tụ tập đấy thì người ta sẽ giã đồ, người ta gọi là giã đồ đấy. Đấy, thì mình bảo anh ấy là khi nào dẫn mình đến đấy thì có thể là mình đến đấy mình sẽ mua được những cái đồ hay hoặc là đồ giá ok, và mình sẽ mang về mình sẽ làm rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhá. Còn cái clip này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cái chiếc laptop này thì anh có thể mang về để cho con ấy học online ở quê được rồi nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Qua clip này các bạn có chia sẻ hoặc góp ý gì thì các bạn hãy comment cho mình nhá. Chào các bạn và cảm ơn rất nhiều. À khoan, yên tâm là mình đã test âm tính rồi nên là cái việc đi lại thoải mái rồi nhá, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Rồi, chào các bạn và cảm ơn rất nhiều. Chào.